Chào anh em nha. Tối nay đồng chúng tôi có ghé qua quán Hà Giang Quán bên anh Tiến đây, gần ủy ban anh Tiến. Nhưng mà quán qua của em trai đang làm đầu bếp kìa. Giờ đây là anh chủ vườn lan Trùm Phá Màu. Trùm Phá Màu á. Đây đó. Đây là đồng thị tùng của anh đây. Đây là anh chuyên gia đào mối. Quên chuyên gia phá tổ mối. Đây là cầu thủ đây là cầu thủ mấy ông đá thôn An Hậu. Rồi rồi nha Nhi. Vui quá. Đào muốn nhờ hồng em à. Đào muốn nhờ hồng em nha. Ba cho vui nhau là chuyên gia hả? Chị ba của Nhân là chuyên gia vậy? Chị quán của Nhân chưa? Đó, đó thằng nào lẩu đằng sau đây. Nhúng ăn liền mà. Ê, đây người ta là đoàn chuyên gia phá màu đó mọi người. Đoàn phá màu. Còn kia để ăn hết đó rồi bỏ vô. Bỏ vô. Muốn ăn mì mà.